Nhưng là không bao nhiêu cả. Taki đang có cơ hội, anh ta tìm được mạng chấm dứt. Tôi đang thấy người đang mơ rất nhiều, đó chính là Taki. Khi mà ta đứng, ta cưng hai và cuối cùng ta đã phải nằm xuống. Hackmate cũng nằm theo. Imo đang nhảy vào tìm địa chỉ Ballet và không gặp e trúng. Double kill cho Imo. Lại là lao vào tìm kiếm Kuma Yuzi. Kuma vẫn khu vực đường trên sớm hơn thì bên đó sẽ là bên có một cái lợi thế rất là lớn. Rumble ở trong khoảng thời gian đầu so với Zay bên kia thì tôi nghĩ rằng là sẽ chủ động trao đổi về lượng máu để kêu gọi người chia đi rừng tiến lên, và cái vòng rừng của Levi có thể sẽ được tuy biến để có thể phục vụ lên nửa cái trên một cách sớm nhất có thể. Và phía bên kia Team Switch cũng là như vậy, đồng ý con Vi mạnh ở cấp 6 nhưng ở cấp độ 3 mà thôi cũng có những công cụ để có thể tiến lên găng một con Rumble không có quá nhiều độ cơ động. Chúng ta đang thấy được một cái cách cấm chọn rất gam, đấy là ba chủ lực. Chúng ta đến với ván thi đấu có thể sẽ là ván thi đấu quyết định giữa Team Secret và Gam Esports. Những bước đi đầu tiên của cả hai đội vào thời điểm này rõ ràng đã không còn bất kỳ một bài vở nào phải giấu từ Team Secret nữa, vì họ đã không còn bất kỳ cơ hội nào thử nghiệm nếu như họ để thất bại ở trong ván đấu thứ ba này. Còn bên phía của Gam thì đội hình của họ, tính chất của họ đã phần nào đó trở về với đúng tính chất của mình. Họ chọn được Rumble dành cho Kia, họ sẽ đánh mạnh và sớm hơn ở trong khoảng ban đầu so với lại một con Smolder ở trong ván hôm bữa đó. Nếu như mà thằng Emo nó không bị mất bình tĩnh, nó nhảy đúp con Triss lên là nhiều khi phải đánh ván ba rồi đó. Trong giai đoạn đầu của ván đấu như này thì bây giờ thằng Emo đánh tốt hơn rồi, nó chắc qua được cái đoạn rung rồi. Tình huống lao vào in, chứ còn nếu mà anh ta nằm xuống như anh ta mất. Thực ra có thể hiểu pha đó là Levi muốn giúp cho Kia Gia tuyệt đối luôn, tại vì nếu như Levi vô được pha đó thì thực ra Levi chắc chắn cũng nằm, nhưng mà nó sẽ khiến cho Hatmet mất nhiều thứ. Ngược trở lại thì Hero sẽ là người có được hay lính rồi đường trên nữa, tức là Levi muốn có thể là muốn không chỉ là cái mạng đánh thường sao né rồi. Đó là pha mà Ares anh ta phát là Levi muốn giết Hatmet để cho thằng Kia Gia có lợi thế triệt để cánh trên luôn. Imo sẽ nhận sát thương ngay lập tức và sau đó chỉ cần đánh thường thôi với theo cái tầm tốc biến của Imo là xong. Đó là một pha xử lý cực tốt. Hero hay thế nhờ, anh ta đắm ngay cái thời điểm mà con mùa xanh nó chuẩn bị mất và anh ta có được mùa xanh, trong đó Levi chỉ nhảy được mỗi cái ok. Chính xác như vậy, khi mà lợi thế của Ares ở đường giữa cũng là rất nhiều nữa, Hero ở trong rừng không có nhiều áp lực, rồi đường giữa Akali cũng không xanh, thì nó sẽ là cơ hội để cho Ares để tăng tiến sức mạnh và nó sẽ rất khác so với ván đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ thì Levi sẽ quyết định là dồn hết cho carry của chúng ta, đó là Kia ạ. Đây rồi, đang ôm nam trụ, Levi tốc biến bỏ chạy trụ, nó bắn một hit nữa, Levi mém tới nữa là nằm xuống. Những Hero lên, mới cứ tốc biến trước Levi đó. Levi sẽ cần phải lưu ý nha. Hero đi lên, Hero đang đi lên và Levi liệu có bắt hay không đây. Hero bây giờ chỉ cần thấy mặt Levi là anh ta đấm túi bụi. Hero đang di chuyển và nếu như Kia Gia nằm xuống thì hình như là Kia Gia mới là người buồn nhất. Nắm đấm bùng nổ, tả xuống hố đột đang chờ đợi sẵn, tóc biến lên tả xuống hố đột. Kia Gia sẽ phải nằm ở chân đây, nắm đấm bùng nổ người đâu. Kia Gia còn tóc biến ở nhà lại. Nó có chồng mây luôn á. Rồi. Kia Gia làm chậm một khoảng thời gian khá lâu. Ôi khó chịu. Hay. Một lần nữa Hero đấm vào không khí và Kia Gia pha này mà thoát thân là quá xuất sắc, quá xuất sắc. Nhưng mà Hamed liệu có cảm hiểu hay không khi anh ta đang xuất hiện ở khu vực nửa trên chỉ có một mình mà không thôi. Không có tê lê, không ai cứu được. Chuyển sang nhận búa giải quyết lính chứ nhờ. Vẫn đang chuyển sang nhận búa gõ được ông này rất hay. Trụ đã thêm một Senna của Levi và Easy Love dứt điểm được đối thủ. Đó là một pha bằng nó khai thác Hamed tới luôn. Hamed đã đứng ở trong bụi trước rồi nhưng mà cái thế vòng ra của Levi là cực kỳ timing rất là chuẩn. Hamed đã đi ra khỏi bụi đúng cái lúc mà Levi xuất hiện ở sau lưng anh ta. Ngược trở lại thì Gam cũng có vẻ nha, có vẻ hay là Secret đã rút được kinh nghiệm rồi. Được 3 người ở khu vực đánh chậm để tránh cho con Akali có mạng. Và Hamed ở trong game đấu này tôi cảm giác là anh ta đang hơi khổ. Anh ta đang phải là người đánh cánh yếu dành cho bên phía của Team Secret để khai thác ngược trở lại nửa cánh còn lại của Gam. Kia Gia mất tốc biến, Hero vẫn đang dí theo sử dụng chiêu cuối của mình. Kia Gia đang kẹt lại, đã bị đấm văng về và cố gắng lấy sấy và đến từ Kia Gia nhưng ta không thành công. Ares là người dứt điểm được. Kia Gia đã nằm xuống một lần. Họng súng quan trọng nhất của Gasworks đã nằm xuống một lần thì Team Secret đang có một cơ hội vô cùng cao để khai thác được những mục tiêu tiếp theo. Và tạm thời thì khoảng thời gian này nhiệm vụ hai bên đầy đủ tài nguyên nha. Kia Gia mất tốc biến, Kia Gia mất tốc biến. Bán nguyệt thương để giúp cho Ares có dịch chuyển. Kể cả đồng đội của mình. Như vậy là bên phía Secret chuẩn bị có thêm một cái trụ nữa. Gam phải đứng sẵn trong hang rồng luôn. Rồng ra ăn liền bắt dịch chuyển. Ê, Imo dịch chuyển lên top kìa. Điểm này thì Team Secret chỉ cần đóng cho mình những cái kháng phép thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là kháng phép có. Isolus đang bị kẹt lại, bắn người tôi đã bung ra mọi thứ cho mọi người. Hero đã phải bốc hơi Ballet nhảy vào. Và tôi đang thấy một Taki nỗ lực để ai mở vậy? Hai người đó ngay nhà Ares đang bị kẹt lại sát thương đốt lập kích. Ai mở vậy? Ai mở mid vậy? Và ngay lập tức Kia Gia sử dụng thế bài của đội điện một phát rút lông của Taki đã không thành công. Và Ballet chạy tới chạy lui đang tự hỗ trợ một con bút rút thành công 500 đồng rơi vào tài khoản Levi bị chuồng bắn nhưng ta không chết. Thế này đôi quy vào người của Ballet sau đó dứt điểm được luôn cả Hackman. Ai mở mid vậy? Số là bạn là Gabi Sword.
cái vấn đề đội hình của Team Secret là đội hình có một cái lượng sát thương dàn đều ở trên các thành viên như là Ares, như là Taki. Phá ra ngon đồng ba win game luôn đó. Là đội hình có khả năng là dồn sát thương một mục tiêu tốt với những bộ combo của Kia'Sa, bộ combo của Isilop. Đây là một tình giờ mất tinh thần luôn. Và thực ra chỉ là áp lực để mất quá trời ba, mất 4 5 cái tốc biến luôn. Nhưng đây vẫn là một pha mà Levi cho thấy được cái khả năng mà thiếu bình tĩnh, vẫn là thiếu bình tĩnh, đánh bình tĩnh được mười mấy phút thôi. Hero từ rất xa. Bây giờ lên đây thì sẽ là 4-2. Cứu được không đây? Balet trời cứu. Gặp quá nhiều những bất lợi, một pha camé rất hay, một tên lửa bung ra, tỷ lệ chết của Balet quá cao và ta bị dính một con móc Elio đang cày nét lên đối phương tiếp. À 3-0 rồi. Bị dính cả thủy lo tầm diệt, bị gõ một phát, bị tất cả mọi thứ nó dồn vào thì lấy cái gì mà thở. Kết thúc cho Team Secret. Những cái lợi thế mà họ có được ở trong khoảng thời gian ban đầu chỉ với hai pha giao tranh mà Gam lật lại hoàn toàn, và liên tục là những pha giao tranh mà Gam khai thác được rất nhiều mà gục. Chỉ số về mạng giữa hai đội bỗng nhưng đẩy lên con số là 12 và khoảng cách về tiền đã nghiêng về bên phía của Gam. Đúng kiểu Gam đéo làm gì quý. Là lúc để Gam tiến tới mà mày nói câu này nghe nó cũng khó chịu quá, mình đúng kiểu đéo làm gì. Liên tiếp những pha giao tranh mà mạng được dồn cho Hero. Thế thì bây giờ bạn có một con Akali cấp độ 14 và gần hai món đồ rồi, bây giờ đánh ai cũng đi. Tôi nói thật, chỉ cần anh ta gặp phi tiêu chúng là anh ta sẽ lao vào bất kỳ một thành viên nào trong đội hình của Team Secret. Họ không có chống chịu thuần ở thời điểm hiện tại, ngay cả Hero cũng chỉ có một chút kháng phép mà thôi. Lượng kháng phép đấy sẽ là không đủ khi mà Ibo có thể có được món trang bị tiếp theo. Và chưa kể thời điểm hiện tại thì Hamed, khi mà bên phía của Gam có được Blue Baron thì sức mạnh của Hamed lại càng bị giảm tải đi. Với những con lính được cường hóa bởi Blue Baron, khả năng cấu rễ đến từ một con dây sẽ không thể nào phát huy được quá nhiều. Và chưa kể đó, anh ta còn đang đánh ở trong thế phòng ngự. Bên phía của Gam dễ dàng chi người và dịch chuyển được đầu tư lên bắt người. Bắt Imo, dịch chuyển của Elio đã hỗ trợ thêm Hero Imo. Bắt chặn Imo và Elio và Hero bị kẹt lại. Anh ta không có cách nào có thể chạy được cả phi tiêu nằm cạnh chiếc kim màu của nó bị gục cùng. Trong khi đó Ahmed chuyển sang dạng búa và anh ta mất cả mạng. Khả năng kêu gọi của thành viên bên phía Gam Esport vẫn tao vượt trội hơn. Quá mà cạnh trên để bắt vào Ares. Ây da, mạng hạ gục thứ 5 dành cho Imo hay chăng đây. Rồi, Imo quyết định là dừng lại đây. Còn trong khi đó Ares dịch chuyển nó có thể lùi về được. Ít nhất thì anh ta vẫn có thể có góc để lùi về. Và đó thì Imo cũng không muốn là tạo content khi mà không cố gắng là tìm góc để có thể dùng cái E vào người của Ares và đu theo với cái dịch chuyển của Ares. Nhưng bên phía của Gam vẫn đang có quá nhiều lợi thế. Bây giờ nhá, giao tranh của Gam rất là dễ. Kia'Sa chặn mưa tên lửa đằng sau. Bây giờ bạn đứng lại hay bạn chạy qua mưa tên lửa đấy? Bạn chạy qua thì bạn mất một đống máu. Bạn đứng lại thì Emo lao vào, Levi lao vào, và tuyến sau sẽ là Easy Love, sẽ là Elio. Elio hoàn toàn có thể băng lên với cú kéo của mình, sử dụng thủy lôi tầm nhiệt, và họ sẽ không hề bị e sợ bởi vì hồi phục lại đến từ Easy Love. Ôi trời ơi, và Kia'Sa còn tốc biến nha. Nhưng quan trọng là cái kết quả như thế nào thôi. Vâng, cái này đấm đúng rồi, nhưng hình như đấm vào thời điểm này hơi trễ. Mất kiểm soát rồi, bắt đầu mất kiểm soát tiếp rồi. Đấm không qua tường và bây giờ đang bị sấy. Anh ta sẽ bị sấy khu 10 trong tình huống này thôi rồi. Hai đường thẳng đó còn gì béo nha, mà né nó tạo ra cái chữ V hoàn chỉnh để khiến cho con Vi không thể nào chạy được. Và chữ V đó, và chữ V đó rõ ràng rồi, victory đúng không nào? Victory cho Gam Esports ở trong ván thi đấu này, một ván thi đấu đã được ấn định. Giờ cái cần là thời chữ gian. B trong Taki tên của Secret có nghĩa là bình tĩnh, và các bạn thấy đó, đều có chữ B đâu cả. Một vài thành viên nhưng chưa đủ để có thể gây được một sự lực lượng. Palette, anh ta đang muốn hỗ trợ cho Ares được gây sát thương, nhưng nó không bao nhiêu cả. Taki đang có cơ hội, anh ta tìm được mạng chấm dứt. Tôi đang thấy người đang mơ rất nhiều, đó chính là Taki. Khi mà ta đứng, ta cưng hai và cuối cùng ta đã phải nằm xuống. Hamed cũng nằm theo. Imo đang nhảy vào tìm địa chỉ Palette và không gặp e trúng. Double kill cho Imo và Gam Esports. Họ đang bước hơn nửa bước tới với chiến thắng rồi. Nhìn lại bên kia thì cũng không ngại lắm bởi vì họ có quá nhiều. Tìm người côn khó lắm anh em, đâu phải đội nào không có. Những đội mà có người côn tốt là đội mạnh không à. Này lệnh sóng âm, giữ chân được Levi lại vào một cú móc. Đây là gọi là mưa tên lửa hắc ám sôi rồi, mọi combo bung vào và tại một múa. Palette đang phải chạy, Hero đang phải chạy, Hamed cũng đang phải chạy. Có côn tốt là đội mạnh không rồi. Thì không có cách nào chơi được. Hamed Hero. Xét về thì tay chân có đó mà thiếu một con này. Chín rồi, cặp đôi không chín rồi. Khó. Khó dành cho bên phía của Team Secret. Và bây giờ khi mà họ mất người, họ mất Taki thì cách nào để có thể họ cạnh tranh con Baron này với lại Gam đây? Thậm chí là Imo còn tự tin lướt lên khu vực nữa trên để khiến cho Hero không thể nào tiếp cận vào được bên trong khu vực hang Baron. Chúng ta vừa đề cập là hai phép hỗ trợ không có trên người của Taki, thì việc anh ta cố gắng là đi vào Optimus, cùng với những người đồng đội sẽ đặt xa vào vị trí nguy hiểm. Optimus nào con?
Được rồi là BDC nó con mà. Này coi game bằng lỗ mũi đúng không? Cả trận chắc mất nó mở miệng nói được câu. Có chăng là Taki bây giờ đã có được 3 món đồ. Team Well vừa rồi là bắt đạt cô nha. Ta sẽ đứng ở tầm rất xa. Thứ mà game cần thời điểm hiện tại sẽ là áp lực thêm vào các trụ ở khu vực đường giữa và khu vực đường trên, nơi mà trụ 2 vẫn còn. Còn về Linh Hồng Rồng thì rõ ràng khi mà Team Spirit đã thua như thế này, họ không có bất kỳ cách nào để có thể tiếp cận. Không, nhưng mà cũng phải nói game nó có cái hay là lượng sát thương cộng thêm chỉ cần đội kia mà nó bất đúng một cái thôi là game nó sẽ game nó chụp nhanh lắm mà. Bây giờ thì lượng chỉ cần mà rớt một cái thôi là không bao giờ mà tìm thấy lại được. Gam nó chụp lẻ ơi là lẻ luôn. Kể ở thời điểm hiện tại, trong khi đó Elio bây giờ đã 3 món đồ chống chịu rồi. Taki làm sao bắn qua được cái lớp lá chắn này của Gam Esports nhờ? Và nếu mà ta bắn được Elio, kỹ năng này của Gam là ở VSET gọi là thiên hạ vô địch. Đó mới là vấn đề. Gam bây giờ sẽ dẫn được những con xe có chụp một cái là mất tiêu luôn, không bao giờ tìm thấy lại được. Cầm cái game trước Gam là phải cầm cho nó kỹ, rớt đúng một cái thôi là đi liền. Móc máu dễ, nhưng mà cái vấn đề nếu như Elio mà anh ta che lại thì thật ra sát thương gác mét nó cũng không là bao. Cho nên với việc có được thêm cái nhà lính như thế này, ui sao nó xuyên hay thế nhờ. Cái tướng con nào từ lớp nó cũng bự lắm. Rồi quay trở lại pha giao tranh thủy lô tầm dừng là Ares, và người đang mất máu nhiều cũng như nằm xuống là Ballet. Ares đang phải bỏ chạy. Levi vẫn đang tiếp tục tiếp cận bằng cái cây thương của mình kia và đẩy Hero vào phía bên trái. Quagmet đang bị kẹt lại, tóc biến móc không trúng đến từ Elio, và bên phía Team Secret đang muốn quay trở lại đánh với họng súng là Hatmet, nhưng Hatmet đang rất phế, anh ta không có một phương án nào để đánh tiếp cả. Nhưng mà ít nhất là cái lượng sát thương đầu ra của Hatmet cũng có tương đối trong những tình huống là bắn cầu sấm của mình, nó làm cản nhịp tấn công của Gam. Gam không thể nào là liên tiếp đẩy 2-3 quay lính vào để có thể ngay lập tức là lấy được cái trụ 2, trụ 3 khu vực đường trên. Nhưng trụ 2 đã mất thì việc tiếp cận vào trụ 3 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ares xoáy 5, xoáy 6 gì không? Đã trúng Elio bị kẹt lại, xuất hiện ngoài trái của Dabun ra hát áp, sau rồi cũng được hỗ trợ. Và Taki đang bị chiếm thủy lô tầm nhìn, một pha nhảy và đi bóng là Takame và rồi không trúng phía bên này bị kẹt lại rất lâu. Đó là Hero, Hero đang bị hai thành viên nhắm tới, Hatmet vẫn đang hỗ trợ đội của mình. Taki sang dạng súng để tự bắn tiếp. Xin chào, khó chịu quá. Có cho Taki, Taki vẫn đang cố gắng thủ, có quả cầu để hỗ trợ. Elio kia giao Levi đang phải bỏ chạy. Hatmet cũng đang di chuyển tới, tóc biến lên năm phát. Hatmet đâm xuống Ballet thì phía bên này sau này vì hay pha đó ha, má nó hồi dẫn súng rồi nó bắn là chết hay hà. Phòng thủ rất kiên cường của Team Secret khi mà Taki anh ta bắn 6.000 tiền ba con rồng lửa vừa rồi, và Hatmet cũng đã dồn làm được không Secret, cái người mà anh ta nhắm đến từ tất cả những pha giao tranh trước. Họ vẫn đang là các thành viên Gasport với ngưỡng trang bị nhỉnh hơn rất nhiều, và họ đang chuẩn bị sẵn sàng để bước vào con rồng lửa. Emo đang lòn, Hatmet chắc bụi tốt rồi, dựa trên khả năng xảy vô cùng đau đớn của kia già ở trong giai đoạn hiện tại. Linh hồn rồng lửa đang bị ăn với tốc độ vô cùng nhanh. Hero thấu thấp máu quá, lớp tiếp tục một lần nữa hướng cái lượng đạn rồi tung ra móc đã thành công. Khác ám rồi buông ra mọi thứ, và người mưa tơ lửng rất đẹp. Hai người đứng bên trong và hai người chắc chắn không có góc cho nhà Red xoáy rồi. Emo vô nó quậy tuyến sau. Hatmet anh ta đang phải bỏ chạy. Emo đang những đồng hồ chó đẹp, anh ta sát chiêu hoàn hảo về và anh ta hỗ trợ đồng đội của mình dứt điểm được Hatmet. Hatmet bị kẹt lại, Hatmet phải nằm xuống, đứt một kill cho Takiya. Taki lại móc linh hồn đang bị Islap bắn. Tái đấu giữa Levi và Sop ở trong trận chung kết của VCS, họ đang chuẩn bị hướng đến lần thứ 10 liên tiếp chung kết của chung bằng một cách nào đó. VCS 2024 mùa xuân này họ đang đứng tới rất gần rồi. Gam là cái tên cuối cùng trong trận chung kết. Bởi vì họ đã câu được cái dịch chuyển của Ares rồi, họ sẽ về ăn rồng có linh hồn rồng lửa, họ sẽ ra con Baron ăn tiếp một cái mục tiêu nữa và đẩy xuống đường dưới. Không việc gì phải vội ở thời điểm hiện tại. Đội hình của họ đang hơn đối phương là 6.000 tiền, nhưng về cơ bản bạn có những chất tướng gia tăng rất nhiều sức mạnh ở cuối trận như là Akali, như là Senna ở thời điểm hiện tại, thì Gam hoàn toàn có đủ thời gian để có thể tiếp tục chill. Họ chỉ cần phải e ngại cái đó, có thường là Taki mà thôi. Đâu có đủ đam đâu. Không đủ đam. Đến đây cho Baron nó khạc hai phát và Taki mất đi nửa máu đi về. Và kết quả là bên phía của Team Spirit không thể nào phản công ngược trở lại được ở khu vực hang Baron. Và Gam cũng ngay lập tức quay ngược trở lại với vòng chiến với con Baron này nằm trên bản đồ. Các thành viên của Gam đang tiến hành là kiểm soát tầm nhìn trước. Lượng máu của họ đầy đủ, họ đã có được linh hồn rồng lửa. Cứ cho là đội hình này ở khoảng thời gian trước đó, cái tốc độ ăn Baron là không nhanh, nhưng bây giờ với lượng sát thương này là quá dồi dào, tốc độ dọn con Baron này chỉ là trong phút 1 mà thôi. Một ván đấu vẫn đang diễn ra với một tốc độ vô cùng chậm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nó chậm như thế nào. Nó chậm là bởi vì bên phía Gasbox muốn chắc chiêu, anh bọn họ muốn kỹ càng trong từng pha xử lý của mình, bọn họ không muốn mắc những sai lầm để rồi phải hối hận trước những tình huống ẩu tả của bản thân mình. Levi đang di chuyển, thấy được Hero, con rồng lửa đang giúp cho Levi vô cùng lực, và chắc chắn là bên phía của Team Secret sẽ cần phải lưu ý cho câu chuyện đó. Họ sẽ lùi, họ sẽ nhường phần sân này để cho bên phía của Gasbox cắm được thêm vài con mắt, tạo ra những nguồn ánh sáng, chưa kể đến ăn con Baron. Đội hình của Gam bây giờ có thể kết luận một câu, đấy là trông lực thật sự.
Bây giờ với con Nautilus đứng đằng trước, với Levi đứng bên cạnh những nguồn sát thương như là Easy Love, như là Kiaya, thì Team Secret không thể vào được. Còn Emo không cần phải đứng cùng team. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cách bạn thi đấu Akali ở thời điểm hiện tại. Đấy là giai đoạn ban đầu, bạn không cần phải đứng cùng với team làm gì cả. Khi mà đối thủ không ra, bạn mới ra để góp sát thương. Còn nhiệm vụ của Emo ở thời điểm hiện tại đấy là tìm ra tuyến sau của Team Secret. Cứ thấy ai như kiểu là mỏng máu, như kiểu là Ares, như kiểu Taki, Palette là anh ta lao vào. Và trong ván thi đấu này tôi để ý là những tình huống ràng buộc của Easy Love cũng là cực kỳ chính xác. Anh ta luôn giữ được một con Rakan. Và khi mà Rakan bị khống chế thì Rakan không thể nào quẩy với giao tranh được. Rất gần dành cho Gap rồi. Ẩu nha, không có cá nồng nọc nha. Ở trong ngày hôm nay khi mà họ đang dẫn bất kỳ một đội nào, mình xin nhắc lại lần nữa, kênh này là kênh và vẫn luôn thông báo với các bạn rất là rõ ràng là bất kỳ một đội nào của VSET vô địch là đó là đội xứng đáng nhất để đi MSI. Không ngoại lệ. Ngay cả khi đó là Gundam đã vô địch là đi. Thua thì nín. Cả. Nhưng vấn đề nó vẫn nằm ở chỗ là cái bán nguyệt thương của Levi có cho Taki bắn được hay không, nó mới là mấu chốt. Cái nhà lính đường giữa đã bị nổ và lính nó đang sẵn sàng để chạy vào. Thua thì không có quyền khóc. Thì Emo đang bắt đầu dẫn binh đoàn của Gamersoft di chuyển vào bên trong. Đây rồi, mưa tên lửa nó dồn và Palette nằm xuống, tốc độ quá nhanh đi. Hero được kẹt lại, Hero đã bị làm chậm. Một pha nhảy vào để hỗ trợ Emo nhảy vào, nhưng lập tức anh ta bị cản lại bởi cái tả xương ngũ đồn. Phía bên này Ares anh ta sử dụng đồng hồ để outplay, nhưng ta bị hất tung lên ngay sau đó. Taki rút lông về sau khi bị dính chiêu cuối của đối thủ. Kia nhảy vào, Emo nhảy vào, bộc lộ sát thương quá kinh khủng. Levi nhảy vào để đánh đứt một kill đã có được Kia. Một mạng nữa dành cho Senna. 26-6. Và Gamersoft họ có lần thứ 10 liên tiếp tại VCS đến với trận đấu chung kết tổng. Như vậy là cái tên còn lại đụng độ với Viking Esports ở trong trận chung kết tổng của chúng ta là Gamersoft. Một màn thể hiện cực kỳ hủy diệt đến Gamersoft với chiến thắng hoàn hảo là 3-0. Đặc biệt hơn nữa không là thể ngờ kết quả này. Chúng ta thấy rằng Emo và EasyLove đánh tốt 3-0 cho Gamersoft trước Team Secret. Những quân bài quan trọng như là Akali, như là Senna, một con Senna luôn đứng đằng sau ràng buộc chính xác và hồi phục lại những người đồng đội, tung hắc ám soi rọi trong những tình huống can thiệp ở cánh trên. Một Akali bay nhảy và có thể gây ra hàng tấn sát thương lên đội hình của đối thủ.